Kính thưa các bạn, trước mặt các bạn là một chiếc xe VF3 Model 3 đầu tiên. Cái này là mô hình thôi tại Hoa Kỳ, và Andrew muốn giang tay ra đo cho các bạn thấy cái bề ngang của cái xe như thế nào nha. Xe nhỏ hơn sải tay của mình nữa nha các bạn. Và xe mình đứng vô là bề ngang với lại bằng ngang tầm với Andrew nè. Xe bề dài của nó nè. Đó. Đây là cách thức đo rất là nổi tiếng của Andrew. Okay. Cái xe dài chỉ có một sải tay thôi. How are you? Nice to see you again. I'm so happy to see you again. Yeah. When we first introduced VinFast VF8 to our audience, I stretch out my arms and measure it. People said, oh, that's a genius idea of how do you measure the car? And I said, yeah, well, so tiny. Yeah. It's so tiny. It's you see that? It'll fit in a very small parking space. Yeah. You're hugging the car. Yeah. How cute is that? Khuôn mặt rất quen thuộc, ông Tess Osius, đại sứ, cựu đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam. Hi, how are you? Good to see you. Good to see you. Very good to see you. Rất là vui gặp lại. Rất là vui gặp lại. Và hôm nay chúng ta sẽ phỏng vấn bằng tiếng Việt. Tuyệt vời. Tuyệt vời. Tuyệt vời. Tôi có thể hiểu phần lớn. Tôi có thể hiểu phần lớn mà nếu phần có phiên dịch, có một bạn ở đây có thể giúp tôi. Tội gì không đó, tại vì không sử dụng. Trước hết thì ông Ted cho biết là cơ duyên nào khiến ông có mặt ở đây, ngay tại headquarters của VinFast và cũng như là thử chiếc xe. So I'm going to answer in English because then it'll be a little clearer. Tell her. Are you sure you know what I'm asking? I understood the question. So this is the biggest Vietnamese investment in the United States in history. Đây là một cái đầu tư lớn nhất của Việt Nam tại Mỹ. Pretty soon there are going to be VinFast vehicles rolling off an assembly plant in North Carolina. But already there are VinFast vehicles here in the streets of Los Angeles. Và tất nhiên sẽ có rất là nhiều xe rolling out chạy ra từ nhà máy sản xuất tại North Carolina, nhưng mà hiện nay tại Los Angeles thì đã có rất là nhiều xe VinFast chạy trên đường rồi, kính thưa quý vị. So I'm now president and CEO of the US ASEAN Business Council, and I'm here with 7 ambassadors from khu vực Đông Nam Á, who are all here to see what business can be done between the United States and Southeast Asia. Và với tư cách là tổng giám đốc của một cái hiệp hội kinh tế và doanh nghiệp thương mại châu Á với Mỹ, thì hôm nay tôi có mặt ở đây với lại 7 đại sứ khác của các nước Đông Nam Á trong khu vực Đông Nam Á, và sẽ có cái việc giao lưu với công ty VinFast tại tổng công ty tại Los Angeles. Để xem coi là có cái gì mà có thể làm việc giữa Hoa Kỳ và các nước Đông Nam Á. Well, right now things are going very well. I mean, you know, we've just elevated to a strategic comprehensive partnership. Trade continues, and VinFast is actually the first Vietnamese company to join our business council. And they joined in the year that Vietnam was America's 8th largest trading partner. Wow. Và ngày hôm nay đứng tại nơi đây thì tôi phải nói rằng cái công việc của chúng tôi đang trải ra rất là tốt, bởi vì VinFast đã là một thành viên trong cái tổ chức của chúng tôi. Lúc đó thì Việt Nam là một cái nước đầu tư lớn thứ 8 tại vào thị trường của Mỹ, cho nên đó là một cái điều mà tôi phải nói rất là vinh dự để mà có VinFast trong cái tổ chức thương mại của chúng tôi. Ông cũng có nhắc tới luôn cái sự kiện vừa rồi giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, nâng lên cái tầm chiến lược toàn diện đó. Chiến lược. Yeah, chiến lược và toàn diện, phải không? Chiến lược toàn diện. Yes. Đối tác chiến lược. Đối tác và chiến lược toàn diện. Chiến lược toàn diện. Yeah. And that was something that we've been working towards for a long time, but it's not an accident. It was hard work that brought our two countries close together, including the hard work of those who are involved in trade and business between our two countries.
Và cái chiến lược toàn diện này, đối tác tiến dụng toàn diện này không phải là một cái sự ngẫu nhiên, nhưng mà nó là một cái kết quả của một quá trình làm việc rất là cực lực. Và cực lực không những là ở một cái mảng của VinFast thôi, mà nhiều cái công ty khác các bạn đã làm việc rất là cực lực để mà chúng ta mới có ngày hôm nay. So before we are gonna go ask you like some other information, let's get back to VinFast and yeah. What's your experience driving the car today? You oh. are one of the Yeah, the car is great. It's got a beautiful screen. You can actually see your speed right there in the windshield. It goes you get a 10-year warranty with VinFast vehicle, and they go up to 125,000 miles, and it drives really well. It's a great car. I have an electric vehicle, but I wonder if I shouldn't be driving a VinFast. Anh Lân muốn hỏi ông câu về kinh nghiệm của ông là lái xe chiếc VF8 mới vượt vừa rồi đây, thì ông nói rằng là một it's a great car, là một cái chiếc xe tuyệt vời. Và tôi thấy cái màn hình của nó rất là thuận tiện nằm bên tay phải, và thậm chí là thấy luôn cả cái tốc độ xe nằm trên cái kính windshield phía trước, làm cho tôi cảm giác rất là thoải mái. Và tôi cũng đang là người đang lái xe điện, mà không biết là có nên lái xe VinFast, sắp tới có nên mua VinFast hay không. Đó là một điều mà ông cũng bày tỏ ra một cái cảm nhận như thế. So what is your EV car right now? So I have a Kia Sorento. It's a little bigger than the car I just drove, and it doesn't go as far. So I think the technology is getting better and better. Hiện nay xe của ông đó là chiếc Kia Sorento. Và hồi nãy ông cũng có nói một phần là xe này là bảo hành lên tới 10 năm và 125.000 miles. Như vậy là chiếc xe rất là tốt. Và với cái kỹ thuật hiện ngày càng tăng và càng phát triển lên như thế này, thì tương lai của xe VF8 là và VinFast rất là tốt. Mời anh. I have a particular question for yeah, you. Sure. For the Vietnamese people who live in the US, yes. What do you have to say for them to support or to even spend the money, the hard-earned money in the US to buy one of these? Well, why not also support the trade relationship between the United States and Vietnam? Why not? I mean, we could support a Korean company, or Volvo is a Swedish company, but I don't know, why not support a Vietnamese company? Andrew hỏi ông một câu là ông có thể nói gì đối với cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ, cộng đồng người Việt Nam sinh sống và trưởng thành lên ở đây, với những đồng tiền các bạn phải làm việc rất cực lực để có, thì ông có lời khuyên gì cho họ? Ông trả lời rằng là tại sao không chứ? Các bạn có thể ủng hộ những công ty giống như là công ty Volvo ở Thụy Điển qua Mỹ, hoặc là những cái công ty Hàn Quốc, thì tại sao không? Tại sao các bạn không ủng hộ quá trình thương mại và sự đầu tư của Việt Nam tại Mỹ và những sản phẩm Việt Nam ở Mỹ? Tại sao không? Đó là câu hỏi ngược lại cho các bạn. Besides, why not? Of course, people will have their own ways of saying, you know, it's too new, it's pretty much like from Vietnam. Vietnam could never be sold that quick, so in such a short time. What is the most concern when you work with Vietnamese or Asian countries about investing in the US? What are the biggest fear that they have when they go into the US market? I don't know, we're a big market. I think there's a lot that's really attractive about the US market. I suppose they could worry about political volatility in the United States, just as we worry about it in other countries. And there's certainly political volatility in our country. But I don't think this is a pretty good place to invest. And the folks who brought VinFast here did an IPO on the NASDAQ, and it went really, really well. So I think it's a very encouraging sign. Maybe there'll be more companies that will want to bring their goods here. Yeah. Với cái kinh nghiệm làm việc thì chắc chắn Andrew hỏi ông rằng là nhiều khi người ta cũng có nhiều lý do để giải thích tại sao không, họ không muốn đầu tư tại vì cái xe quá mới trong một thời gian quá ngắn. Nhưng mà khi mà ông làm việc với nhiều cái quốc gia ở Đông Nam Á trong việc đầu tư tại Hoa Kỳ á, cái nỗi sợ hãi của những cái công ty của châu Đông Nam Á và Hoa Kỳ là gì? Ông nói rằng tất nhiên cái vấn đề ổn định chính trị hoặc là khuấy động chính trị thì nó cũng sẽ trở nên là một cái sự quan tâm của rất là nhiều người. Hoa Kỳ cũng không phải là một đất nước hoàn toàn có chính trị yên bình, vẫn có những cái sự khuấy động của nó.
Nhưng mà chắc chắn rằng nếu mà các bạn đầu tư, và tất nhiên là VinFast cũng đã nghiên cứu và đầu tư và IPO rất là thành công. Qua đó cho tôi thấy rằng là nước nào qua Hoa Kỳ cũng quan tâm đến chính trị của những nước khác, và những nước khác cũng quan tâm đến tình hình chính trị của Hoa Kỳ. Nhưng mà cái chuyện quan tâm là một chuyện, nhưng mà cái việc làm ăn Hoa Kỳ một cái thị trường lớn như thế này thì chắc chắn nó cũng sẽ có những cái mặt tích cực của nó. Và như quý vị thấy, IPO của Việt Nam, của VinFast rất là thành công trong thời gian qua. Regarding the elevation between Vietnam and US partnership, where were you when you see Vietnam Nguyễn Phú Trọng and President Biden in Hanoi? Where were you watching that moment and what do you feel about it? So I felt proud. I was in Washington DC and I really wanted to be in Hanoi. But I was at work and with my family, yeah, in Washington. And there. I was so tempted. I wanted to get on a plane once I knew it was going to happen. But I was proud because we created the conditions. A few years ago, we created the conditions under which that could occur. And I think it's not by accident. A lot of work brought us together. A lot of, as my former boss, Pete Peterson, used to say, this is not a miracle. It's a result of people of courage and goodwill and commitment who brought our two countries together. Câu hỏi của tôi dành cho ông là, tất nhiên là tới đây gặp ông thì không thể nào chỉ có những cái câu hỏi liên quan tới VinFast mà thôi, mà còn nhiều câu hỏi nữa, nhưng mà ông sẽ phải vào bên trong rồi. Cho nên câu hỏi của tôi đặt ra rằng là thời điểm vào tháng trước khi mà ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng của Việt Nam gặp ông Tổng thống của Hoa Kỳ, ông Joe Biden, thì ông đã xem những cái giây phút đó ở đâu? Và ông suy nghĩ như thế nào khi xem như vậy? Mời anh. Và ông đã trả lời rằng lúc đó ông đang làm việc ở Washington DC và ở với gia đình. Khi tôi biết được cái tin đó thì tôi rất là muốn lên máy bay để bay về Việt Nam và về Hà Nội. Nhưng mà rất là tiếc là không việc đó xảy ra. Nhưng mà cảm bản thân tôi rất tự hào về những cái thành đạt mà hai nước đã làm lại. Và giống như ông boss của tôi, sếp của tôi trước đây, ông Pete Peterson có nói rằng đây không phải là một sự ngẫu nhiên, nhưng nó là kết quả của một sự làm việc rất là cực lực. Và nó một cái sự cố gắng commitment và đồng thời dấn thân. Và cái việc mà các bạn phải, chúng tôi tất cả mọi người đều phải cố gắng để làm được thành đạt đó, thì tôi thấy rất là tự hào cho cái kết quả ngày hôm nay. Thank you so much. Thank you. You have a good time tonight. So come in and enjoy the party.